thành phần xấu mượn hình ảnh, tải hình ảnh của Phong từ Facebook xuống đưa vào tài khoản của mình để trục lợi, mang một cái lợi ích riêng cho mình. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay tranh thủ vào cái thời gian đi làm về, thì Bùi Hồ thực hiện video clip này nói về trường hợp của sư cô Như Thiền tu trong một cái am sắp sập. Thì Bùi Hồ và em Phong Bụi có vận động mạnh thường quân để ủng hộ cái số tiền xây lại am cho cô yên tâm tu hành với số tiền là 75 triệu đồng. Trước đây thì dự định là khoảng 30 đến 40 triệu đồng là cuốn nền với lại xây nhà tiền chế để cho em, để cho tiết kiệm chi phí để cô tu. Nhưng mà theo kế hoạch bàn tính thì nếu như xây như thế thì căn nhà rất là nóng nên có gọi một em xây dựng, và em đã tính thì số tiền là 75 triệu đồng. Hồ với lại em Thành, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay Bùi Hồ tiếp tục quay trở lại hoàn cảnh của cô Như Thiền. Cô mà đang sống ở trong một cái am sắp sập đó cô bác quý anh chị. Thì theo những cái video clip trước thì cô thì dự định là khoảng 6 tháng 9 âm lịch này sẽ khởi công, có nghĩa là gần 20 ngày nữa thì sẽ khởi công lại xây lại cái am. Nhưng mà cái đó là dự tính thôi, còn cái việc mà xây thì còn phải còn rất là nhiều vấn đề từ chi phí nè. Cô thì hiện bây giờ rất là khó khăn, nhưng mà có một số mạnh thường quân dự tính là như thế nào. Thì hôm nay Bùi Hồ có nhờ em Thành ở đây là bên xây dựng. Thành thì em làm rất lâu rồi hả Thành? Dạ em cũng làm lâu rồi. Thì hôm nay em đến sớm hơn anh, nãy giờ em có xem tham quan cái nhà của cô chưa? Dạ em có tham quan rồi, thấy nhà cô cũng hư xuống cấp rồi. Thì bây giờ nếu như mà mình xây thì nó khoảng tốn bao nhiêu tiền, chi phí sao Thành? Nói chung mà chi phí đồ này kia nếu mà cô xây trong gói gọn thì cũng rất là khoảng cỡ ta chị hao hụt này kia như dự bị nữa là chắc cũng có 80 triệu anh. Ồ vậy hả? Dạ, còn nếu mà mình làm lắp ráp thì nó đỡ hơn tí. Cái mình tối giản lại hơn, nó có rút ngắn được hơn gì không Thành? Rút ngắn lại nếu được cái tầm khoảng cỡ 70-75 triệu anh. Ờ vậy hả? Là tường ở trên là mình dán hay là mình bê? Mình đi bê anh. Mình đi bê ha. Xây xong rồi mình lăn sơn. Là diện tích của bên của nhà cô là bao nhiêu? Diện tích của bên nhà cô của cái am này nè, nó 4m đó, ngang 4m dài 9m anh. Ngang 4m dài 9m là 36m2. Mình sẽ xây tường 10. Xây tường 10, đấu cột xây tường 10 anh. Là em dự tính là 75 triệu là kể luôn cả cái công của công nhân luôn hay sao? Công hết luôn á. Công nhân là dạng trọn gói hết luôn á. Và trong quá trình thực hiện video clip thì sau khi đăng tải lên thì Bùi Hồ với em Phong Bụi nhận được rất là nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng cũng như là cô bác quý anh chị gần xa cũng như trong nước và nước để ủng hộ cho sư cô. Dạ sau đây thì Bùi Hồ xin thông qua danh sách ủng hộ sư cô ở đường Thét Tháp 10 Đồng Tháp đến thời điểm 10 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2020. Một là chị Nguyễn Thị Thu Mỹ ở Thủ Đức Sài Gòn 1 triệu đồng. Hai là Vương Tấn Hạt là 500.000 đồng. Ba là Huỳnh Văn Mẫn ở Tân Long Thanh Bình Đồng Tháp là 500.000 đồng. Bốn là chị Lâm Mỹ Ngọc Việt Kiều Mỹ 2 triệu đồng. Năm là chị Nguyễn Kim Thủy 500.000 đồng. Sáu là Trương Hoàng Lan ở Garden Minh Xám 3 triệu đồng. Bảy là anh Quang Khôi ở Bình Định 1 triệu đồng. Và 8 là một mạnh thường quân giấu tên ở Sài Gòn 1 triệu đồng. Tổng số tiền Bùi Hồ nhận được đến thời điểm này là 9 triệu 500 nghìn đồng. Tính đến thời điểm là 10 giờ ngày 8 tháng 10. Dạ đó là danh sách ủng hộ của sư cô. Thì cô bác quý anh chị mà muốn tiếp tục ủng hộ cho sư cô xây lại am thì cô bác quý anh chị sẽ mạnh thường quân sẽ thông qua cái số tài khoản trên màn hình của bạn Phong Bụi hoặc là liên hệ qua số điện thoại của Bùi Hồ để ở trên màn hình. Lưu ý khi cô bác quý anh chị gửi thì nhớ ghi gõ thông tin, địa chỉ và số điện thoại để Bùi Hồ cũng như là Phong Bụi có thể biết để mà cập nhật về cái số tiền cho gõ gàng. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin cảm ơn cô bác quý anh chị đã ủng hộ đến cho sư cô đến thời điểm này. Vấn đề tiếp theo đó là Bùi Hồ muốn thông tin với Mạnh Thường Quân cũng như là cô bác quý anh chị
Thì trong quá trình Phong có quay thực hiện quay video clip và chụp những ảnh về Sugo tại Am, thì để kêu gọi vận động tất cả mạnh thường quân, thì trong đó rất là được nhận được rất là nhiều lực đồng cảm chia sẻ của mạnh thường quân để giúp đỡ Sugo. Nhưng có những cái thành phần xấu mượn hình ảnh, tải hình ảnh của Phong từ Facebook xuống đưa vào tài khoản của mình để trục lại, để trục lợi, mang một cái lợi ích riêng cho mình. Như hình ảnh mà cô bác quý anh chị thấy, đó là một tài khoản Facebook đó, có câu là nước mắt sư cô đó. Sau đó copy toàn bộ lại những cái từ mà Phong đã viết, sau đó là thay cái số điện thoại ủng hộ của cô Hai Vui và thành một cái số tài khoản của mình, đó là số tài khoản Hồ Thị Trúc, ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Minh. Cô bác quý anh chị lưu ý, đây là một cái số tài khoản lạ, mình không nên chuyển tiền vào. Những thành phần xấu trục lợi đem lợi ích riêng cho mình mà gây ảnh hưởng đến sư cô. Buổi hồi sinh thì sau khi nhận được những sự quan tâm đồng cảm của Phật tử Mạnh Thường Quân, thì rất là nhiều đoàn hành hương đến Am của sư cô để khảo sát thực tế và cũng như ủng hộ tiền cho sư cô. Thì hiện nay thì một ngày thì sư cô có thể tiếp khoảng 5 đến 10 đoàn hành hương và số lượng khách rất là nhiều. Bùi Hồ với lại em Phong Bùi lo ngại bất ổn ở chính quyền địa phương cũng như là trong cái quá trình xây dựng lại Am, thì mong Mạnh Thường Quân thông cảm. Bùi Hồ sẽ không có, cũng như cô Hai Vui sẽ không thực hiện hướng dẫn đoàn đến giếng thăm Am sư cô nữa. Hoàn thành xong thì mọi người hãy đến thăm. Đó là lời tâm sự chân thành của Bùi Hồ muốn gửi đến Mạnh Thường Quân cũng như muốn gửi đến tất cả mọi người đã ủng hộ sư cô cũng như là quan tâm đến sư cô để việc xây dựng lại.